Tai nạn giao thông là một trong những thảm họa mang tính toàn cầu, gây ra những mất mát to lớn về con người, của cải và để lại những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội của mọi quốc gia. Xuất phát từ thực tế này, dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an soạn thảo đã bổ sung nội dung mới về quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ. Đề xuất này đang thu hút sự quan tâm từ phía người dân và các chuyên gia. Sự ra đi đột ngột của người vợ để lại đau thương, mất mát rất lớn cho gia đình anh Hùng. Ba đứa con anh chị vẫn còn ngơ ngác, không tin vào sự thật là mẹ đã không còn nữa. Thời gian đầu các cháu thì suốt ngày nó thiếu khóc rồi nó đòi mẹ, nhưng mà mình là người bố thì vẫn động viên các cháu. Năm 2023, toàn quốc đã xảy ra 22.067 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11.628 người, bị thương 15.292 người. Nhằm tạo cơ sở pháp lý đủ mạnh, rõ ràng để triển khai việc hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, Bộ Công an đã đề xuất lập quỹ giảm thiểu thiệt hại giao thông đường bộ. Quỹ này là chúng tôi cũng đã tham khảo, nghiên cứu ở nhiều nước. Cơ bản là các quốc gia người ta đều có những cái quỹ này. Cái nguồn hình thành những cái quỹ này ấy, là đây là cái quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước. Đấy, và cái nguồn hình thành nên là do cái sự đóng góp của các tổ chức cá nhân tài trợ để cái quỹ. Cái mục tiêu của quỹ này thì tôi cho rằng rất là nhân văn và rất là tốt. Một số ý kiến cho rằng nên xem lại những quỹ về tai nạn giao thông hiện đang có sẵn trước khi lập quỹ mới, đồng thời sử dụng nguồn quỹ theo nguyên tắc phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, nhưng phải kịp thời và công khai, minh bạch, tránh việc xảy ra thất thoát, thiên vị, không bình đẳng trong việc hỗ trợ các nạn nhân. Theo tôi, đã có bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc thì cần xem lại cái bảo hiểm chi trả bồi thường. Nếu như nó có nguồn xã hội hóa thì rõ ràng là cũng phải có các cái cơ chế giám sát mang tính xã hội hóa. Tức là những người người ta quyên góp thì hoặc là đóng góp vào quỹ thì người ta phải được biết những đồng tiền của người ta được sử dụng như thế nào một cách hiệu quả nhất, đúng đắn nhất và không gây thất thoát. Và như vậy thì nó sẽ tạo ra niềm tin cho xã hội, đồng thời là nó thúc đẩy cái sự tự giác của những người tham gia giao thông, và cũng là một cái mà an ủi phần nào đối với những nạn nhân trong các cái vụ tai nạn giao thông. Có thể thấy rằng mục đích của quỹ giảm thiểu thiệt hại tai nạn giao thông đường bộ thể hiện tính nhân văn, đúng với truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách vốn có của người Việt. Tuy nhiên, cũng giống như các loại quỹ khác, việc công khai minh bạch, rõ ràng về mức thu và chi vẫn sẽ là yếu tố quyết định để nhận được sự ủng hộ của dư luận xã hội. Tổng cục Thống kê vừa công bố con số liên quan đến tai nạn giao thông trong quý 1 năm 2024. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra hơn 6.500 vụ tai nạn giao thông. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông trong quý 1 năm nay tăng gấp gần 2,8 lần, đồng thời số người chết gấp 1,9 lần, bị thương gấp 3,2 lần. Bình quân mỗi ngày cả nước xảy ra 72 vụ tai nạn giao thông, với 49 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 23 vụ va chạm giao thông. Mỗi ngày trung bình có 30 người chết, 32 người bị thương và 26 người bị thương nhẹ vì tai nạn giao thông. Nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, các đơn vị có thể bố trí lực lượng mặc thường phục, bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người sử dụng rượu bia tham gia giao thông. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm là cán bộ, đảng viên thì gửi thông báo về cơ quan đơn vị để xử lý theo quy định. Thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra liên tiếp các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó nhiều vụ va chạm gây hậu quả nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện còn đang ở lứa tuổi học sinh. Lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí nhiều thanh niên còn tổ chức đua xe trái phép, ngang nhiên thách thức lực lượng chức năng. Để rồi hậu quả là những vụ tai nạn thương tâm, có những nạn nhân đã ra đi mãi mãi. Không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy. Và đây là một cái mà nó gây ra tai nạn. Nguy cơ gây tai nạn rất là cao. Từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra hơn 55 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, khiến 28 người tử vong và 31 người bị thương. Hầu hết các vụ tai nạn này đều do học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi và vi phạm an toàn giao thông. Cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là phía gia đình học sinh, cũng phải có sự phối hợp rất là tốt với nhà trường thì mới quản lý được học sinh và mới tăng cái hiệu lực giáo dục lên. Thế nếu như mà cái sự phối hợp này mà nó chưa được chặt chẽ thì nó sẽ dẫn đến cái việc quản lý chưa tốt, và đây là cái cơ hội để cho các cháu học sinh có thể là sẽ vi phạm và dẫn đến những cái tai nạn không đáng có. Để từng bước giảm thiểu tình trạng này,
Ngoài việc tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, thì tỉnh Lào Cai đang nỗ lực phát huy trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là phát huy các mô hình cổng trường an toàn giao thông, xếp hàng đón con cho tới xây dựng các bộ quy tắc văn hóa giao thông văn minh. Vận động học sinh, sinh viên và gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật, qua đó để nâng cao nhận thức, cái ý thức chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên cũng như là gia đình, tạo nên ba cái môi trường trong gia đình, nhà trường và xã hội nắm bắt được để có biện pháp phòng ngừa, phòng tránh và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong môi trường của xã hội cũng như là nhà trường. Tai nạn giao thông để lại những tổn thất nặng nề về sức khỏe, tinh thần. Bởi vậy, nâng cao nhận thức pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông từ những hành động nhỏ nhất cũng chính là bảo vệ tương lai cho thế hệ trẻ, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu. Những điểm nào chưa rõ thì thí sinh phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ. Thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi. Thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thực hiện khai thông tin đăng ký dự thi trực tuyến theo tài khoản được cấp trên hệ thống phần mềm quản lý thi. Sau khi hoàn thành rà soát và xác nhận thời hạn đăng ký dự thi quy định, trường trung học phổ thông nơi thí sinh đang học in phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1, phiếu số 2 và ký tên, đóng một dấu có phần giáp lai lên ảnh của phiếu đăng ký dự thi để xác nhận thân nhân thí sinh. Thí sinh tự do khai thông tin cần thiết trên bì đựng phiếu đăng ký dự thi, phiếu số 1, phiếu số 2 và thông tin phải giống nhau ở tất cả các mục tương ứng trên bì phiếu số 1 và phiếu số 2, rồi nộp cho nơi tiếp nhận đăng ký dự thi kèm theo bản sao chứng minh nhân dân hai mặt. Luật Giáo dục 2019 đã có quy định giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở các bậc học. Tuy nhiên thực tế khi mà triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới thì một số môn học đặc thù như âm nhạc, mỹ thuật, tiếng Anh, các môn tích hợp lại rơi vào tình trạng thiếu giáo viên. Trước thực trạng này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang có đề xuất hạ chuẩn tạm thời khi tuyển dụng giáo viên một số môn học mới. Là một trong số ít những giáo viên đảm nhiệm môn khoa học tự nhiên của trường trung học cơ sở Văn Khê, cô Nguyệt phải đảm nhiệm 25 đến 30 tiết mỗi tuần, gấp rưỡi định mức 19 tiết một tuần theo quy định. Sức khỏe khó đảm bảo và việc giảng dạy cũng vậy. Dạy tăng giờ nhiều như vậy cũng ảnh hưởng khá lớn đến cái công tác mà soạn bài, nghiên cứu bài, chuẩn bị đồ dùng, phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Tăng cường thực hành, trải nghiệm là một trong những đòi hỏi quan trọng của chương trình mới. Giáo viên và học sinh đều mong muốn có những giờ học thú vị, nhưng khó có thể đáp ứng được khi giáo viên phải chạy xô với tiết dạy. Con mong muốn là các cô có thể chuẩn bị thêm một số vật dụng để cho các em học sinh như con có thể nắm bắt được bài học rõ hơn. Con mong muốn là sẽ được thực hành và trải nghiệm thêm nhiều thứ về môn khoa học tự nhiên này. Cả nước hiện thiếu khoảng 100.000 giáo viên, chủ yếu ở các môn học mới trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 như âm nhạc, mỹ thuật, môn tích hợp, liên môn. Trước đây, nhiều giáo viên tốt nghiệp hệ cao đẳng nhưng chưa được tuyển dụng do ngành giáo dục chưa có biên chế. Hiện nay, khi ngành được bổ sung biên chế thì lại khó tuyển dụng do quy định nâng chuẩn đòi hỏi giáo viên tốt nghiệp hệ đại học. Đề xuất là hạ chuẩn giáo viên để mà tuyển được giáo viên với một cái số lượng thì để đáp ứng được cái nhu cầu thực tế của các cơ sở giáo dục là một cái điều tôi nghĩ rằng là cũng rất là cần thiết. Chúng ta cũng sẽ có được cái giải pháp để mà nâng chuẩn, chẳng hạn như là khi sau khi thi tuyển rồi giáo viên được tuyển dụng về các cơ sở giáo dục rồi thì cơ sở giáo dục có thể tạo điều kiện cho giáo viên để đi học nâng chuẩn, hoàn thiện theo đúng quy định của luật giáo dục 2019. Bản thân là giáo viên như chúng tôi thì khi được đào tạo đúng chuyên ngành, ban đầu để đi dạy là chúng tôi cũng đào tạo ở bậc cao đẳng sư phạm và hoàn toàn đáp ứng được cái nhu cầu giảng dạy học sinh trên địa bàn các trường trung học cơ sở hiện nay. Trước những lo ngại về việc hạ chuẩn sẽ kéo theo giảm chất lượng đào tạo, thì thực tế hiện nay cũng cho thấy chất lượng khó có thể đảm bảo khi không đáp ứng về số lượng. Bên cạnh đó, đề xuất hạ chuẩn chỉ áp dụng tạm thời với một số môn học mới. Hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi Chính phủ dự thảo tờ trình đề nghị xây dựng nghị định của Quốc hội về nội dung này, đang được lấy ý kiến đến hết ngày 22 tháng 4. Sáng nay ngày 31 tháng 3, tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày hội tư vấn và tuyển dụng việc làm thuộc chuỗi hoạt động UEH Sharing Career Fair 2024. Đây là dịp để doanh nghiệp đến gần với sinh viên và người lao động.
Thưa quý vị, khi đến với không gian của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh thì người lao động cũng như các bạn sinh viên có thể trải nghiệm cũng như nhận được sự chia sẻ, tư vấn từ các doanh nghiệp, các đơn vị tham gia chương trình để từ đó nắm bắt được cho mình những cơ hội trong tương lai. Năm nay có gần 50 doanh nghiệp uy tín có gian hàng tham gia tuyển dụng đến từ các lĩnh vực như ngân hàng tài chính, chứng khoán, kế toán kiểm toán, hàng tiêu dùng, thực phẩm, công nghệ thương mại điện tử, xây dựng bất động sản, thương mại xuất nhập khẩu logistics, sản xuất nguyên vật liệu năng lượng. Chương trình bên mình tổ chức rất là tốt và rất là hay à. Có rất những nghiệp tới đây đa dạng từ ngân hàng, công ty bảo hiểm cho đến những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì em thấy là nó sẽ cho sinh viên bọn em một cơ hội rất là tốt để mà bước chân vào thị trường lao động vào năm nay. Mình cũng sinh viên mới tốt nghiệp nên cũng sẽ có thể gặp những khó khăn trong cái việc tìm kiếm việc làm, thì đây cũng là một cái cơ hội để mà mình có thể định hướng và mình hiểu thêm nhiều hơn về cái nghề nghiệp mà bản thân mình đang theo đuổi. Chuỗi sự kiện UX Sharing Career Fair 2024 là hoạt động mở đầu cho chương trình kết nối cộng đồng, lan tỏa tri thức, hành động bền vững được Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh trong năm nay. Chương trình đã nhận được sự đồng hành của rất nhiều doanh nghiệp, đối tác với gần 6 tỷ đồng được đóng góp và hơn 5.000 cơ hội việc làm tiếp cận người lao động. Chúc mừng cho